vậnmayshop.com, shop Apivi liên quân giá rẻ. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng điểm tin về những cái cập nhật của phiên bản mới nhất OB14 nha mọi người. Điều đầu tiên mà mình muốn kể đến đối với các bạn đó là nhân vật mới Hazato. Tiếp theo thì nó sẽ là sự xuất hiện của vũ khí mới kiếm nhật nha mọi người. Ngoài ra thì trong game Free Fire của chúng ta còn xuất hiện thêm một cái chế độ mới, đó là chế độ thủ zombie nha mọi người ơi. Ngoài ra thì sẽ có hai sự thay đổi nhỏ ở trên bản đồ đảo quân sự, đó là tiền đồn và thung lũng. Tiền đồn sẽ có thêm đài quan sát và thung lũng sẽ được gộp với làng thông. Và bây giờ không để anh em phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với những cái hình ảnh thực tế về phiên bản OB14 nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.